sức mạnh và các mối quan hệ. Hãy trao cho mọi người, bất luận thân hay sơ, tất cả sự quan tâm và lòng tử tế, tất cả sự thấu hiểu và yêu thương, nhưng đừng nghĩ về sự tưởng thưởng, đời bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Trao gửi yêu thương là quy luật ứng dụng vào mọi sự trong đời bạn, và trao gửi yêu thương cũng là quy luật của các mối quan hệ. Sức mạnh tình yêu không quan tâm liệu bạn có quen biết người đó hay không, liệu người đó là bạn hay thù, là người thân hay kẻ qua đường. Sức mạnh tình yêu không quan tâm liệu bạn đang tương tác với đồng nghiệp, sếp, cha mẹ, con cái, học trò hay nhân viên cửa hàng. Đối với những người bạn tiếp xúc, hoặc bạn đang cho đi tình yêu hoặc không, và những gì bạn cho đi là những gì bạn nhận lại. Các mối quan hệ là kênh lớn nhất để trao gửi yêu thương, và vì thế bạn có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình chỉ bằng việc cho đi tình yêu trong các mối quan hệ của bạn. Tuy nhiên, các mối quan hệ có thể là thứ khiến bạn suy sụp nhất, vì chúng thường là cái cớ bạn viện ra để không cho đi yêu thương. Những gì bạn cho đi là những gì bạn nhận lại. Những người khôn ngoan nhất trong lịch sử đều khuyên chúng ta phải yêu thương người khác. Họ không chỉ dạy ta yêu thương người khác để trở thành một người dễ mến. Bạn còn được truyền dạy một bí mật của cuộc sống. Bạn đang được truyền dạy luật hấp dẫn. Khi yêu thương người khác, bạn sẽ có một đời sống phi thường. Khi dành tình yêu cho người khác, bạn sẽ được tận hưởng một cuộc đời đáng sống. Toàn bộ lề luật tóm lại thành lời răn duy nhất: hãy yêu người bên cạnh như yêu bản thân mình. Trao gửi yêu thương đến những người khác thông qua sự tử tế, động viên, ủng hộ, lòng biết ơn hay bất kỳ cảm xúc tốt đẹp nào khác, và điều đó sẽ trở lại với bạn, rồi nhân lên nhiều lần, mang tình yêu vào mọi khía cạnh trong đời bạn, bao gồm cả sức khỏe, tiền bạc, hạnh phúc và sự nghiệp. Trao sự tiêu cực cho người khác thông qua việc chỉ trích, giận dữ, sự khó chịu hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, và bạn sẽ nhận lại điều đó, chắc chắn. Và khi điều tiêu cực quay lại, nó sẽ tự nhân nhiều lần, thu hút thêm càng nhiều điều tiêu cực và ảnh hưởng đến toàn bộ đời bạn. Không phải do người khác. Bạn có thể xác định trong các mối quan hệ hiện tại, bạn đã và đang cho đi điều gì. Nếu một mối quan hệ đang tốt đẹp, nghĩa là bạn đang cho đi tình yêu và lòng biết ơn nhiều hơn sự tiêu cực. Nếu một mối quan hệ đang gặp khó khăn hoặc thử thách, nghĩa là bạn đang vô ý cho đi sự tiêu cực nhiều hơn tình yêu. Một số người cho rằng mối quan hệ tốt đẹp hay tồi tệ là do người khác, không phải do mình. Nhưng sự thật không phải như thế. Bạn không thể nói với sức mạnh tình yêu rằng: tôi sẽ chỉ trao yêu thương khi người kia cũng trao tôi yêu thương. Bạn không thể nhận được bất cứ thứ gì trừ khi bạn là người cho đi trước. Những gì bạn cho đi là những gì bạn nhận lại. Thế nên đây hoàn toàn không phải là vấn đề của người khác. Tất cả là ở bạn. Tất cả nằm ở việc bạn đang cho đi điều gì và bạn đang cảm nhận ra sao. Ngay lúc này, bạn có thể cải thiện mối quan hệ bất kỳ bằng cách tìm kiếm những điều mình yêu thương, trân trọng và biết ơn nơi đối phương. Khi bạn chủ tâm tìm kiếm những điều mình yêu thương, chứ không bới móc những tiêu cực, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bạn sẽ tưởng như có một điều lạ thường đã xảy đến với đối phương. Những điều kỳ diệu ở đây chính là nguồn lực của tình yêu, bởi nó sẽ xóa tan mọi tiêu cực, kể cả sự tiêu cực trong những mối quan hệ. Bạn chỉ việc tận dụng sức mạnh của tình yêu bằng cách tìm kiếm những điều bạn yêu thương nơi người ấy, và mọi điều trong mối quan hệ đó sẽ thay đổi. Tôi biết hàng trăm mối quan hệ đã được hàn gắn nhờ sức mạnh tình yêu, nhưng sau đây là câu chuyện nổi bật nhất. Một người phụ nữ đã sử dụng sức mạnh tình yêu để hàn gắn cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Chuyện đặc biệt vì người phụ nữ ấy đã từng đánh mất tất cả yêu thương dành cho chồng. Thực tế cô còn không chịu nổi việc phải ở gần chồng. Chồng cô cằn nhằn suốt ngày và đau ốm luôn luôn. Anh ta chán nản và giận dữ, thường xuyên chửi bới cô và bốn đứa con của họ. Khi người phụ nữ này học được sức mạnh tình yêu, cô quyết định phải lập tức cảm thấy hạnh phúc hơn, bất kể những vấn đề của cuộc hôn nhân này. Ngay lập tức, bầu không khí trong nhà trở nên nhẹ nhàng hơn, mối quan hệ của cô với các con trở nên tốt đẹp hơn. Rồi cô xem lại những tập ảnh, nhìn những hình ảnh của chồng mình khi họ mới cưới nhau. Cô lấy ra một vài tấm và đặt lên bàn mình, nhìn ngắm chúng mỗi ngày. Khi cô làm thế, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô cảm thấy yêu thương chồng mình như trước đây. Và khi cô cảm thấy thế, những cảm xúc yêu thương trong cô dâng trào mạnh mẽ, đến nỗi cô cảm thấy yêu thương chồng mình hơn bao giờ hết. Tình yêu của cô lớn đến nỗi tất cả nỗi chán nản và giận dữ của người chồng đều biến mất, và sức khỏe của anh dần ổn hơn. Người phụ nữ này từ chỗ muốn tránh chồng càng xa càng tốt, đã có được một cuộc hôn nhân mà cả hai chỉ muốn bên nhau càng nhiều càng tốt. Tình yêu là tự do. Còn sau đây là một điều có phần hơi khó hiểu về việc cho đi tình yêu trong những mối quan hệ, và chính điều này đã ngăn cách nhiều người với cuộc đời họ xứng đáng. Điều này khó hiểu chỉ vì con người thường hiểu lầm ý nghĩa của việc yêu thương người khác. Để làm rõ yêu thương người khác nghĩa là gì,
Bạn cần phải hiểu không yêu thương người khác nghĩa là gì. Tìm cách thay đổi người khác không phải là yêu thương. Nghĩ rằng bạn biết điều gì là tốt nhất cho người khác không phải là yêu thương. Nghĩ rằng bạn đúng và người khác sai không phải là yêu thương. Chỉ trích, đổ lỗi, phàn nàn, cằn nhằn hay vạch lá tìm sâu không phải là yêu thương. Sự ghét không thể chế ngự được sự ghét. Sự ghét chỉ bị chế ngự bởi tình yêu. Đây là quy luật bất biến. Tôi muốn chia sẻ cho bạn một câu chuyện mà tôi biết để bạn thấy được tầm quan trọng của sự quan tâm trong các mối quan hệ. Một người đàn ông bị vợ bỏ và cô ấy đem theo cả con cái họ. Người đàn ông suy sụp, anh đổ lỗi cho vợ mình và không chấp nhận quyết định của cô. Anh tiếp tục liên lạc với cô, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến cô nghĩ lại và thay đổi quyết định. Hẳn anh nghĩ rằng làm thế là chứng tỏ tình yêu với vợ con và gia đình. Nhưng những hành động đó không phải là yêu thương. Anh đã đổ lỗi cho vợ về sự đổ vỡ của hôn nhân. Anh tin rằng cô sai, còn anh đúng. Anh không chấp nhận quyết định sống vì bản thân của vợ mình. Và vì anh cứ liên tục liên lạc với cô, anh đã bị bắt và phải vào tù. Cuối cùng, người đàn ông đó nhận ra rằng thật ra mình đã không cho đi tình yêu khi anh cố phủ nhận quyền tự do lựa chọn của cô ấy. Hậu quả là anh đánh mất tự do của chính mình. Luật hấp dẫn chính là quy luật của tình yêu và bạn không thể nào phá vỡ nó. Nếu phạm luật, chính bạn sẽ chuốc lấy đau khổ. Tôi chia sẻ câu chuyện này vì sự kết thúc một mối quan hệ mật thiết là điều khó khăn với rất nhiều người. Bạn không thể phủ nhận quyền lựa chọn của một người nào đó vì hành động đó không phải là cho đi yêu thương. Quả là đắng cay khi con tim tan nát, nhưng bạn phải tôn trọng sự tự do và quyền lựa chọn của người khác. Những gì bạn cho đi là những gì bạn nhận lại. Và khi bạn phủ nhận quyền tự do lựa chọn của họ, bạn sẽ thu hút những điều tiêu cực khiến bạn mất đi sự tự do của chính mình. Có thể tình trạng tài chính của bạn sẽ đi xuống, hoặc sức khỏe sa sút, hoặc công việc tụt dốc. Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tự do của bạn. Đối với luật hấp dẫn, không có một người khác nào cả. Điều gì bạn cho người khác cũng là điều bạn đang cho chính mình. Yêu thương người khác không phải là cứ để họ mặc sức, coi thường hay lăng mạ bạn. Cả hai hành động đó đều không phải là trao yêu thương. Cho phép ai đó lợi dụng không có nghĩa là giúp đỡ họ, và càng không phải là giúp đỡ chính mình. Yêu thương không phải là việc dễ dàng, nhưng thông qua quy luật tình yêu, chúng ta học hỏi và trưởng thành. Và như một phần của tiến trình học hỏi, chúng ta sẽ trải nghiệm các hệ quả. Vì vậy, yêu thương không phải là cho phép người khác lợi dụng hay lăng mạ mình. Câu trả lời là hãy để bản thân vươn tới tần số cao nhất của những cảm xúc tốt đẹp, và sức mạnh tình yêu sẽ giải quyết vấn đề giúp bạn. Mỗi khi ai đó xúc phạm đến tôi lại tìm cách nâng cao tâm hồn mình để những lời xúc phạm ấy mãi không cách nào chạm tới. Bí mật về những mối quan hệ. Cuộc sống bày mọi thứ ra trước mắt bạn để bạn chọn lựa những điều mình yêu thích. Và một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống là bạn được biết đủ mọi loại người. Nên bạn có thể chọn yêu thích những gì nơi những con người đó và lờ đi những điều bạn không thích. Bạn không cần phải yêu những tính cách bạn không thích nơi một người nào đó, mà chỉ cần bỏ qua và đừng cho chúng cảm xúc gì. Bỏ qua những điều bạn không thích nơi ai đó, nghĩa là hãy cảm thấy thoải mái về điều đó. Và bạn biết rằng cuộc sống đang cho mình một lựa chọn. Điều này không có nghĩa là bạn phải tranh cãi với họ để chứng tỏ họ sai, không phải là chỉ trích hoặc đổ lỗi cho họ. Cũng không phải là bạn bắt họ phải thay đổi vì bạn nghĩ mình đúng. Vì nếu bạn làm những điều ấy, bạn không hề cho đi yêu thương, tuyệt đối không. Linh hồn ngươi sẽ được nuôi dưỡng khi ngươi đối tốt với người khác và sẽ bị hủy hoại khi ngươi độc ác với người khác. Khi bạn đang ở tần số của tình yêu, thì chỉ những người đang ở cùng tần số ấy mới có thể bước vào cuộc đời bạn. Bạn biết có những ngày mình cảm thấy rất hạnh phúc, hôm khác lại cảm thấy bực bội và có hôm lại cảm thấy buồn bã. Bản thân bạn có rất nhiều phiên bản khác nhau và những người đang tương tác với bạn cũng có rất nhiều phiên bản khác nhau. Hạnh phúc, bực bội hay buồn bã. Chắc hẳn bạn sẽ thấy rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng mỗi phiên bản ấy đều là họ. Khi bạn vui vẻ, chỉ có phiên bản vui vẻ của người ấy mới có thể tiếp cận với bạn. Nhưng chính bạn phải vui vẻ thì mới có thể tương tác với phiên bản vui vẻ của người ấy. Điều này không có nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm về việc người khác có vui vẻ hay không. Vì mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống và cảm xúc của mình. Mà nó có nghĩa là bạn chỉ việc cảm thấy thật vui vẻ, những việc khác cứ để luật hấp dẫn lo liệu. Hạnh phúc phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Huấn luyện viên cảm xúc. Một cách giúp bạn cải biến những mối quan hệ khó khăn hay xung đột là tưởng tượng người khác là huấn luyện viên cảm xúc của bạn. Sức mạnh tình yêu bày ra trước mắt bạn đủ loại huấn luyện viên cảm xúc. Họ là những người bạn tương tác hàng ngày, tất cả họ đều đang hướng dẫn bạn cách yêu thương.
Một số người là những huấn luyện viên cảm xúc dễ chịu bởi họ không thúc ép bạn nhiều và thật dễ dàng yêu thương họ. Một số người là những huấn luyện viên cảm xúc khó tính bởi họ dồn ép bạn đến những giới hạn của bản thân, như cách những huấn luyện viên thể hình vẫn thường làm. Nhưng dù sao họ cũng chính là những người đang khiến bạn mạnh mẽ hơn, để bất luận thế nào, bạn cũng chọn yêu thương. Huấn luyện viên cảm xúc có thể dùng mọi tình huống và thủ thuật để thử thách bạn. Nhưng điều bạn cần nhớ là mọi thử thách đưa ra đều nhằm mục đích giúp bạn thực hiện lựa chọn của mình, chọn yêu thương và bỏ qua những tiêu cực. Một vài huấn luyện viên sẽ thách thức bạn phán xét họ hoặc người khác. Nhưng đừng mắc bẫy. Phán xét ai đó là một điều tiêu cực, không phải là tình yêu. Nên nếu bạn không thể yêu điểm tốt ở ai đó, cái gì đơn giản là bạn lờ đi. Một vài huấn luyện viên sẽ kiểm tra bạn bằng cách khơi gợi nơi bạn sự thù hận, giận dữ hay căm ghét. Hãy bỏ qua và tìm kiếm những điều bạn yêu trong cuộc sống. Một vài huấn luyện viên thậm chí còn tấn công bạn bằng cảm giác tội lỗi, cảm giác vô dụng hay nỗi sợ hãi. Đừng khuất phục trước bất kỳ điều gì, bởi mọi kiểu tiêu cực đều không phải tình yêu. Thù hận làm tê liệt cuộc sống, tình yêu sẽ hóa giải. Thù hận làm xáo trộn cuộc sống, tình yêu giúp hài hòa. Thù hận khiến cuộc sống tăm tối, tình yêu ban ánh sáng. Tưởng tượng mọi người trong cuộc sống của ta là các huấn luyện viên cảm xúc. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn trong các mối quan hệ. Thật ra họ chỉ là những huấn luyện viên khó tính đang muốn giúp bạn mạnh mẽ và quyết tâm hơn trong việc chọn yêu thương, bất luận có điều gì xảy ra. Nhưng họ cũng đồng thời gửi bạn một thông điệp. Họ đang bảo bạn, bạn đang để bản thân rơi xuống vùng tần số của những cảm xúc tiêu cực, và bạn phải cảm thấy tốt đẹp hơn thì mới có thể thoát khỏi những sự tiêu cực đó. Không ai có thể bước vào đời bạn và ảnh hưởng tiêu cực đến bạn, trừ khi bạn cũng đang ở tần số tiêu cực. Nếu bạn đang ở tần số của tình yêu, thì dù ai đó có khó tính hay tiêu cực đến đâu, họ cũng không thể nào ảnh hưởng đến bạn. Mỗi người chỉ đang làm công việc của mình, hệt như bạn cũng đang làm công việc của một huấn luyện viên cảm xúc cho những người khác. Không có ai là kẻ thù, chỉ có những huấn luyện viên tuyệt vời và những huấn luyện viên khó tính đang khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn thôi. Luật hấp dẫn là quy luật của sự kết dính. Luật hấp dẫn là quy luật của sự kết dính. Nếu bạn vui khi người khác gặp may, vận may của họ cũng dính chặt lấy bạn. Khi bạn ngưỡng mộ hoặc trân trọng một đặc điểm bất kỳ nơi người khác, bạn sẽ dán chặt đặc điểm đó vào mình. Nhưng khi bạn nghĩ hoặc nói những điều tiêu cực về người khác, bạn cũng đang dán chặt những tiêu cực vào bạn và đang tự mang chúng vào đời mình. Luật hấp dẫn phản hồi lại cảm xúc của bạn. Những gì bạn cho đi là những gì bạn nhận lại. Chính vì thế, nếu bạn dán mác cho một người, một tình huống hoặc một sự kiện trong đời, bạn cũng đang dán cái mác ấy cho chính mình, và đó sẽ là điều bạn nhận về. Nhưng đây là một tin vui. Vì thế, nghĩa là bạn có thể dán tất cả những gì mình yêu và mong muốn vào bản thân bằng cách tìm kiếm những điều bạn thích ở người khác và gật đầu nói có với chúng bằng cả trái tim mình. Thế giới là cả một cuốn catalog, và khi bạn hiểu được sức mạnh tình yêu, thì công việc chính của bạn là chú ý đến mọi điều bạn thích nơi người khác. Đó là cách tốt nhất và dễ dàng nhất để thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Nó đánh bại những đau khổ và dằn vặt. Bạn chỉ việc chú ý những điều mình thích nơi người khác, bỏ qua hết những gì không thích để không cho chúng bất kỳ cảm xúc gì. Thật quá dễ dàng, đúng không? Cất bước đầu tiên với một ý nghĩ thiện, cất bước thứ hai với một lời hướng thiện, và cất bước thứ ba với một hành động thiện, và tôi đã vào đến thiên đàng. Những lời tán dốc cũng dính chặt. Việc tán dốc tầm vào có vẻ như chẳng hại gì, nhưng nó có thể gây ra rất nhiều điều tiêu cực trong đời người. Tán dốc không phải là việc trao yêu thương, tán dốc là bạn cho đi những tiêu cực, và đó cũng chính xác là những gì bạn sẽ nhận về. Việc tán dốc sẽ chẳng phương hại gì tới người được nói đến, nhưng sẽ gây hại cho những ai tán dốc. Khi bạn nói chuyện với người thân hoặc bạn bè và họ kể cho bạn một điều tiêu cực về người khác đã nói hoặc đã làm, đó là lúc bạn đang nói chuyện tầm vào và cho đi sự tiêu cực. Và khi bạn lắng nghe, bạn cũng đang cho đi sự tiêu cực, bởi bạn là một sinh vật có cảm xúc. Vậy nên nếu bạn nghe những điều tiêu cực, cảm xúc của bạn sẽ sa sầm nhanh chóng. Khi bạn nói chuyện với đồng nghiệp trong bữa trưa và cả hai đều đang nói những điều tiêu cực về người khác, là bạn đang nói chuyện tầm phào và đang cho đi sự tiêu cực. Bạn không thể vừa nói hoặc vừa nghe những điều tiêu cực mà vừa có những cảm nhận tích cực. Vậy nên thẳng thắn mà nói, chúng ta phải tỉnh táo không nhúng mũi vào việc của người khác, vì nếu làm thế, việc của người khác sẽ ảnh hưởng đến ta. Nếu không muốn điều đó xảy đến với mình, hãy bỏ qua nó và đừng cho đi cảm xúc gì. Làm thế không chỉ là làm việc tốt cho bản thân, mà còn là làm việc tốt cho những người khác, những người không nhận ra rằng chuyện tầm phào sẽ gây tác động tiêu cực lên cuộc sống của họ.
Nếu bạn nhận thấy mình đang tán dóc hoặc nghe những chuyện tầm vào, hãy dừng nghe và nói: "Nhưng tôi rất biết ơn vì..." Kết thúc câu bằng điều gì đó tốt đẹp về người đang bị bàn tán. Nếu một người nói hay hành động với ý nghĩ xấu xa, nỗi đau sẽ bám lấy anh ta. Nếu một người nói hay hành động với ý nghĩ thuần khiết, hạnh phúc sẽ theo chân anh ta như chiếc bóng không bao giờ rời. Phản ứng của bạn mang tính quyết định. Cuộc sống bày ra trước mắt bạn tất cả những loại người cũng như những tình huống khác nhau để bạn có thể chọn những gì mình yêu thích và những gì mình không. Khi bạn phản ứng trước bất kỳ điều gì, bạn phản ứng bằng cảm xúc của chính mình, và khi làm thế, bạn đang đưa ra sự lựa chọn của mình. Phản ứng của bạn, dù tốt hay xấu, cũng sẽ dán chặt điều nó chọn vào bạn. Và kết quả là bạn truyền đi một thông điệp rằng mình muốn có điều ấy nhiều hơn nữa. Vậy nên, bạn cần phải chú ý đến những phản ứng của mình trong những mối quan hệ. Vì dù bạn phản ứng với những cảm xúc tốt hay xấu, đó cũng là những cảm xúc bạn cho đi. Và vì thế, bạn sẽ thu hút càng nhiều những tình huống khiến bạn nhận lại cảm xúc ấy. Nếu một người nói hoặc làm gì đó và bạn cảm thấy buồn, tổn thương hay giận dữ, hãy cố thay đổi phản ứng tiêu cực đó ngay lập tức. Chỉ với việc nhận ra rằng mình đang phản ứng tiêu cực, bạn đã có thể ngay lập tức tước bỏ sức mạnh của cảm xúc tiêu cực và thậm chí có thể dập tắt nó. Nhưng nếu bạn cảm thấy những cảm xúc tiêu cực đang kiểm soát bản thân, tốt nhất là tránh khỏi chỗ đó và dành ra vài phút để tìm những điều bạn yêu thích từng thứ một cho đến khi bạn cảm thấy tốt đẹp hơn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ điều gì mình yêu thích để làm bản thân cảm thấy tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, nghe bài hát mình thích, tưởng tượng những điều mình yêu thích hoặc làm điều mình thích. Bạn cũng có thể nghĩ về những điều mình yêu quý nơi người khiến bạn buồn. Điều này có thể rất khó khăn, nhưng một khi bạn làm được, đó là cách nhanh nhất để thấy tốt đẹp hơn. Đây cũng là cách nhanh nhất để kiểm soát cảm xúc của mình. Người làm chủ bản thân là người có thể hóa giải nỗi khổ, niềm đau vì họ biết cách tạo ra niềm vui. Tôi không muốn bị chế ngự bởi những cảm xúc của bản thân. Tôi muốn sử dụng chúng, tận hưởng chúng và kiểm soát chúng. Bạn có thể thay đổi bất kỳ tình huống tiêu cực nào trong đời mình, nhưng bạn không thể thay đổi điều đó khi bản thân đang mang những cảm xúc tồi tệ. Bạn phải phản ứng với những tình huống này theo một cách khác, vì nếu bạn cứ tiếp tục phản ứng một cách tiêu cực, những cảm xúc tồi tệ của bạn sẽ khuếch đại và nhân sự tiêu cực lên gấp bội. Khi bạn cho đi cảm xúc tốt, sự tích cực được khuếch đại và nhân lên. Kể cả khi bạn không thể hình dung một tình huống có thể trở nên tốt đẹp hơn, thì nó vẫn có thể. Sức mạnh tình yêu sẽ tìm ra được cách. Tình yêu là lá chắn bảo vệ. Để thoát khỏi sự tiêu cực từ người khác và không bị ảnh hưởng bởi nó, bạn cần nhớ rằng từ trường cảm xúc luôn bao quanh mỗi người. Có trường lực của tình yêu, của niềm vui, hạnh phúc, lòng biết ơn, sự hào hứng, niềm đam mê và một trường lực của mọi cảm xúc tốt đẹp khác. Nhưng cũng có trường lực của sự giận dữ, chán nản, thất vọng, căm ghét, thù hận, sợ hãi và một trường lực của mọi cảm xúc tiêu cực khác. Một người bị bao quanh bởi trường lực của sự giận dữ không thể nào cảm thấy tốt đẹp được. Và nếu như họ gặp bạn, gần như chắc chắn là họ sẽ hướng sự giận dữ vào bạn. Họ không có ý làm hại bạn, nhưng họ không thể thấy bất kỳ điều gì tốt đẹp dưới lăng kính giận dữ của mình. Họ chỉ có thể thấy những điều khiến cho họ tức giận. Và vì họ chỉ có thể thấy sự tức giận, họ thường có xu hướng tức giận và trút giận lên người đầu tiên mà họ gặp, thường là người thân của họ. Tình huống này nghe có quen lắm không? Nếu bạn đang cảm thấy tuyệt vời, sức mạnh của trường lực bao quanh bạn sẽ tạo nên lá chắn mà không sự tiêu cực nào có thể xâm phạm được. Và vì thế, dù ai có trút giận lên bạn thì cũng không vấn đề gì. Nó không thể chạm vào bạn và nó sẽ bật ra ngay lập tức khi gặp phải trường lực bao quanh bạn mà không mảy may ảnh hưởng gì. Mặt khác, khi ai đó trút những tiêu cực lên bạn và bạn cảm nhận mọi điều họ nói, khi đó bạn sẽ thấy cảm xúc của mình sa sầm theo bởi sự tiêu cực ấy đã xuyên thủng trường lực bao quanh bạn. Chỉ có một cách để đối phó nếu điều này xảy ra, đó là tìm một lý do lịch sự để rời khỏi chỗ đó và bạn có thể phục hồi những cảm xúc tốt đẹp trong mình. Hai trường lực tiêu cực gặp nhau sẽ nhân lên với tốc độ chóng mặt và không điều tốt đẹp nào có thể xen vào được. Bạn có thể nhận ra điều này từ những kinh nghiệm của bản thân. Hai trường lực tiêu cực đặt cạnh nhau không phải là chuyện tốt lành. Nước bùng động lại sẽ thành nước trong. Khi cảm thấy buồn, thất vọng, chán nản hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác, bạn đang nhìn thế giới thông qua trường lực cảm xúc đó và bạn sẽ thấy thế giới rất buồn, thất vọng, chán nản. Bạn không thể thấy điều gì tốt đẹp qua trường lực của những cảm xúc tiêu cực. Trường lực tiêu cực ấy không chỉ hút thêm nhiều tiêu cực mà bạn cũng sẽ không bao giờ tìm thấy lối thoát cho vấn đề, trừ khi bạn thay đổi cảm xúc. Thay đổi cảm xúc của chính mình dễ hơn rất nhiều so với việc phải chạy đôn chạy đáo tìm cách thay đổi những tình cảnh thuộc thế giới bên ngoài.
Tất cả hành động trên thế giới này đều không thể thay đổi hoàn cảnh, chỉ cần thay đổi cảm xúc và thế giới bên ngoài sẽ thay đổi. Sức mạnh đến từ bên trong, nhưng ta không thể nhận về nếu không cho đi. Khi một người được bao quanh bởi trường lực của niềm vui, bạn có thể cảm nhận niềm vui của họ đang tác động lên mình, dù là từ một khoảng cách xa. Những người nổi tiếng và những người có tính cách đầy sức hút thật ra chỉ đơn giản là những người cảm thấy tốt đẹp trong phần lớn thời gian. Trường lực của niềm vui bao quanh họ mạnh đến mức có thể thu hút mọi người và mọi điều đến với họ. Bạn càng cho đi nhiều tình yêu và cảm xúc tốt đẹp, trường lực quanh bạn sẽ càng mạnh mẽ và mở rộng hơn, thu hút tất cả những người và những điều mà bạn yêu quý đến với bạn. Hãy tưởng tượng xem, tình yêu là sức mạnh kết nối mọi thứ. Khi mọi người trên thế giới đều yêu thương lẫn nhau, thì kẻ mạnh sẽ không đàn áp kẻ yếu, đa số sẽ không áp bức thiểu số, người giàu sẽ không chế giễu người nghèo, người được vinh danh sẽ không làm lu mờ người khiêm tốn, và kẻ xảo quyệt sẽ không thể lừa người đơn giản. Mỗi ngày bạn đều có cơ hội trao gửi yêu thương đến người khác thông qua những cảm xúc tốt đẹp của mình. Khi cảm thấy hạnh phúc thì chắc chắn là bạn sẽ trao yêu thương và những cảm xúc tích cực cho bất kỳ ai mà bạn tiếp xúc. Khi cho ai khác sự yêu thương thì yêu thương sẽ trở lại với bạn với cường độ mạnh hơn những gì bạn có thể nhận thấy. Khi bạn trao yêu thương cho người khác, nếu yêu thương của bạn ảnh hưởng đến người khác một cách quá tích cực đến nỗi sau đó họ sẽ trao yêu thương đến một người khác nữa, thì bất luận bao nhiêu người được tác động tích cực bởi yêu thương ấy, bất luận tình yêu ấy lan tỏa rộng đến đâu, tất cả những yêu thương ấy sẽ trở lại với bạn. Bạn không chỉ nhận lại tình yêu từ người bạn cho đi, bạn còn nhận lại tình yêu từ tất cả những người được tình yêu tác động. Và tình yêu sẽ trở lại với bạn thông qua những hoàn cảnh tích cực, những con người tích cực và những sự kiện tích cực trong đời mình. Ngược lại, nếu bạn ảnh hưởng lên người khác một cách tiêu cực, nhiều đến nỗi người ấy lại đem sự tiêu cực đó ảnh hưởng đến một người khác nữa, thì sau đó tất cả những sự tiêu cực ấy sẽ trở lại với bạn. Bạn sẽ nhận lại sự tiêu cực thông qua những tình cảnh ảnh hưởng đến tiền bạc, sự nghiệp, sức khỏe hay các mối quan hệ của mình. Bất kể bạn trao thứ gì cho người khác, đó cũng là thứ bạn trao cho bản thân. Nếu bạn đau lòng về một tác nhân bên ngoài, thì nỗi đau ấy không phải là do tác nhân đó gây ra, mà là do đánh giá của bạn về nó. Và điều này thì bạn đủ sức gạt bỏ đi bất kỳ lúc nào. Khi bạn cảm thấy nhiệt thành, hạnh phúc và vui vẻ, những cảm xúc tốt đẹp ấy sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người tiếp xúc với bạn. Cả khi bạn chỉ kết nối trong một khoảnh khắc qua ở cửa hàng, trên xe buýt hay trong thang máy, khi cảm xúc tốt đẹp của bạn tạo được điều gì đó khác biệt nơi người bạn tiếp xúc, thì chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy sẽ có những ảnh hưởng to lớn lên toàn bộ đời bạn. Hãy nhớ rằng không có sự tử tế nào là nhỏ bé cả. Mỗi hành động đều tạo ra làn sóng lan tỏa đến vô tận. Tình yêu chính là giải pháp và là câu trả lời cho mọi mối quan hệ. Bạn sẽ không bao giờ cải thiện được một mối quan hệ bằng sự tiêu cực. Hãy sử dụng quy trình sáng tạo trong các mối quan hệ của mình và cho đi tình yêu để nhận lại tình yêu. Hãy sử dụng các chìa khóa sức mạnh trong các mối quan hệ của mình. Chú ý những điều bạn yêu thích, lập danh sách những gì bạn yêu thích. Nói về những điều bạn yêu thích và bỏ qua những thứ bạn không yêu. Hãy tưởng tượng mình có được một mối quan hệ hoàn hảo. Tưởng tượng nó ở mức độ cao nhất có thể và cảm nhận đã có được điều đó bằng tất cả trái tim. Nếu bạn thấy khó mà cảm thấy tốt đẹp về một mối quan hệ, hãy yêu thương tất cả những thứ khác quanh mình và hãy ngừng chú ý đến những điều tiêu cực trong mối quan hệ ấy. Tình yêu có thể làm mọi điều cho bạn. Mọi thứ bạn cần làm chỉ là cho đi tình yêu thông qua những cảm xúc tốt đẹp và mọi tiêu cực trong các mối quan hệ sẽ biến mất. Mỗi khi bạn phải đối mặt với một tình huống tiêu cực trong một mối quan hệ, giải pháp luôn luôn là tình yêu. Bạn không thể biết việc đó được giải quyết như thế nào và bạn sẽ không bao giờ biết được. Nhưng nếu bạn duy trì được những cảm xúc tốt đẹp và cho đi tình yêu, điều đó sẽ xảy ra. Thông điệp từ Lão Tử, Phật Tử, Chúa Giê-xu, Mohammed và tất cả những vị nhân đều rất rõ ràng. Hãy yêu thương. Châm ngôn sức mạnh. Khi tương tác với một người nào đó, bạn đang cho đi tình yêu hoặc không. Và dựa trên những gì bạn cho đi, đó sẽ là những gì bạn nhận được. Trao gửi yêu thương đến những người khác thông qua sự tử tế, động viên, ủng hộ, lòng biết ơn hoặc bất kỳ cảm xúc tốt đẹp nào khác và điều đó sẽ trở lại với bạn. Rồi nhân lên nhiều lần, mang tình yêu vào mọi khía cạnh trong đời bạn. Khi bạn tìm kiếm những điều mình yêu thương chứ không phải bới móc những thứ tiêu cực trong một mối quan hệ thì mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp như thể có một điều lạ thường nào đó đã xảy ra với người kia. Cố gắng thay đổi một ai đó, nghĩ rằng bạn biết điều gì là tốt nhất cho họ, nghĩ rằng bạn đúng và họ sai, không phải là yêu thương. Chỉ trích, đổ lỗi, phàn nàn, cằn nhằn hay vạch lá tìm sâu không phải là yêu thương.
Chính bạn phải vui vẻ thì mới có thể tương tác với phiên bản vui vẻ của những người khác. Sức mạnh tình yêu bày ra trước mắt bạn đủ kiểu huấn luyện viên cảm xúc. Họ là những người bạn tương tác hàng ngày. Tất cả họ đều đang hướng dẫn bạn cách yêu thương. Bạn có thể dán tất cả những gì mình yêu và mong muốn vào bản thân bạn bằng cách tìm kiếm những điều bạn thích ở người khác và gật đầu nói có với chúng bằng cả trái tim mình. Bạn không thể vừa nói hoặc vừa nghe những tiêu cực mà vừa có được những cảm nhận tích cực. Cuộc sống bày ra trước mắt bạn tất cả những loại người cũng như những tình huống khác nhau để bạn có thể chọn những gì mình yêu thích và những gì không. Khi bạn phản ứng trước bất kỳ điều gì, bạn phản ứng bằng cảm xúc của chính mình và khi làm thế, bạn đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Bạn không thể thay đổi bất kỳ tình huống tiêu cực bằng những cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn cứ tiếp tục phản ứng một cách tiêu cực, những cảm xúc tiêu cực của bạn sẽ khuếch đại và nhân sự tiêu cực lên gấp bội. Nếu bạn đang cảm thấy tuyệt vời, sức mạnh của trường lực bao quanh bạn sẽ tạo nên một tấm lá chắn mà không có sự tiêu cực nào có thể xâm phạm được. Thay đổi cảm xúc của chính mình dễ hơn rất nhiều so với việc phải chạy đôn chạy đáo, tìm cách thay đổi thế giới bên ngoài. Chỉ cần thay đổi cảm xúc của bạn và thế giới bên ngoài sẽ đổi thay. Bạn càng cho đi nhiều tình yêu và cảm xúc tốt đẹp, trường lực bao quanh bạn sẽ càng mạnh mẽ và mở rộng hơn, thu hút tất cả những người và những điều mà bạn yêu quý đến với bạn. Hãy tưởng tượng xem.